Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Lời đầu tiên, bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, Starmec xin gửi lời cảm ơn và biết ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp, bạn bè, rồi toàn thể các khách hàng cũng như là các bạn ở trên các kênh bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, Starmec đã gửi những lời chúc vô cùng tốt đẹp đến bác sĩ cũng như là trong đội ngũ của Trung tâm Y học Thể thao Starmec của bác sĩ nhân ngày 27 tháng 2, ngày Nhà thuốc Việt Nam này. Bác sĩ cũng không biết nói gì, chỉ biết là cảm ơn và biết ơn mọi người rất là nhiều. Và xin kính chúc mọi người được luôn luôn được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Bác sĩ xin nguyện luôn luôn là trau dồi kiến thức cũng giống như là giữ gìn sức khỏe để làm sao mà có thể là chăm sóc được sức khỏe cho tất cả mọi người được một cách là làm sao được tốt nhất, cũng như là chia sẻ làm thật nhiều những bài viết cũng giống như video để gửi đến quý vị và các bạn, tất cả mọi người, để làm sao mà quý vị và các bạn có thể biết cách tự chăm sóc sức khỏe chủ động về cơ xương khớp nói riêng và toàn bộ sức khỏe nói chung của mình ngay tại nhà nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.